Sau khi kết thúc chuyến tập huấn tại Nhật Bản, sáng nay 14 tháng 8, đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên đất Malaysia tại đấu trường khu vực. Đội tuyển nữ Việt Nam luôn được đánh giá là ứng cử viên sáng giá trong cuộc đua tới vị trí cao nhất. SEA Games 29 cũng không là ngoại lệ. Đó cũng là lý do khiến đại diện của Thái Lan, Myanmar đều tỏ ra thận trọng khi nhận định về cơ hội của mình. Đến bây giờ tôi khẳng định là không có đội bóng nào, không có vận động trong đội bóng, không có vận động nào đúng được mà không được là tốt nhất. Thế và ngay từ chúng tôi đến từ tối hôm qua tức là 10 rưỡi đấy, thì sáng nay chúng tôi đã có buổi tập sân đây rồi, và buổi chiều nay nữa chúng tôi ngày hôm nay tập hai buổi, và thì vẫn duy trì được cái phong độ như thế này. Điều ăn ở tôi nghĩ là tốt là được. Thế nhưng mà nó lại phân tán ra rất là nhiều nơi, không ở chung được một tầm dãy cả, mà lại tầm từ 18 cho đến là 43. Đấy, nó cứ giải rác như vậy, nên là cái sinh hoạt rồi gọn nhau cũng rất là khó. Đấy, thì đấy là cái khó khăn. Thời gian di chuyển vừa qua thì các vận động viên ngồi máy bay rất là mỏi, hoặc là chờ đợi lấy hành lý, cũng như ngồi trên ô tô từ sân bay Kuala Lumpur vào đến đây rất là xa. Và mỏ nó căng cứng lắm, nếu diễn tập thì nó không duy trì được cái phong độ, chính vì thế chúng ta để cho vận viên ra trong tầm ngay, và tôi nghĩ cái đấy là cái điều tốt nhất. Nguyễn Thị Vạn là một vận động viên rất trẻ, mới 22 tuổi đấy, và lần đầu tiên là cũng là tham gia thi đấu SEA Games lần đầu tiên đấy, mà vận động viên rất trẻ trong đội hình của chúng ta. Tất nhiên các cháu các em nó còn có những cái thiếu sót về chút kinh nghiệm, nhưng cái năng lực và cái quyết tâm thì là có. Môn bóng đá nữ SEA Games 29 sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8 tại 3 địa điểm gồm sân vận động Shah Alam, sân vận động Uma Arena và sân vận động UTM Shah Alam. 5 đội thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng. Tại trận ra quân ngày 17 tháng 8, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ gặp Philippines. Các đối thủ tiếp theo lần lượt là Myanmar, Thái Lan và Malaysia.